Chào tất cả anh em nhé, là thiết bị VNC. Thì video hôm nay mình chia sẻ với anh em và làm một chương trình khuyến mãi nha anh em. Mình cũng chia sẻ thông báo cho anh em một cái chương trình khuyến mãi từ ngày 20. Chương trình này nó bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, kết thúc là ngày 30 tháng 4 nha anh em. Có nghĩa là một tháng 10 ngày á, là chương trình 40 ngày anh em nha, là nó sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 nha. Thì cái chương trình như thế này anh em nha, thì đối với những đơn hàng mà nặng á, những cái dụng cụ thiết bị mà hàng nặng á, thì bên mình sẽ hỗ trợ phí ship cho anh em tối đa là 50 ngàn anh em nha. Còn tùy theo cái giá trị đơn hàng thì mình sẽ hỗ trợ 20, 30, 40, nhưng mà tối đa là không quá 50 ngàn tiền ship đối với những đơn hàng nặng nha anh em. Đó là hàng nặng nha anh em, những cái hàng mà nó nặng á, nặng từ 5 kg trở lên á. Còn đối với những đơn hàng nhẹ thì bên mình, những đơn hàng nhẹ mà nhưng những cái đơn hàng mà dụng cụ thiết bị á, cầm tay á, nhỏ nhẹ đó, và các sản phẩm keo miếng vá đó anh em nha, thì bên mình nếu mà đơn hàng của anh em mà trên 1 triệu á, thì bên mình sẽ bao ship cho anh em nha. Đó là nhiều lúc anh em mua là hàng tổng hợp nha, vừa có thiết bị dụng cụ, vừa có keo miếng vá lót luôn, mà tổng cái đơn nó trên 1 triệu là mình sẽ bao ship cho anh em. Còn trường hợp anh em mua riêng về keo miếng vá, cái đơn hàng mà nó chỉ có keo và miếng vá không á anh em nha, có nghĩa là cái đơn của mình nó chỉ có keo và miếng vá không á, thì em sẽ tính những cái đơn hàng mà trên 500 ngàn á, là em sẽ bao ship đối với mặt hàng keo miếng vá, riêng mặt hàng keo miếng vá nha anh em. Còn những cái đơn hàng mà từ 1 triệu trở lên á, thì mình sẽ giảm. Những đơn hàng 1 triệu trở lên á, mình sẽ chiết khấu cho anh em là 10% anh em nha. Thì mình sẽ giảm giá trực tiếp 10%, và những cái đơn hàng mình đã giảm giá thì mình sẽ không bao ship. Còn những cái đơn hàng mà keo miếng vá mà anh em mua mà trên 500 ngàn thì mình sẽ bao ship cho anh em và không được giảm giá. Còn những cái đơn hàng trên 1 triệu đối với keo miếng vá đó, thì mình sẽ giảm giá cho anh em là 10% trực tiếp trên cái tổng khối đơn, nhưng mà không bao ship cho anh em. Đó thì mình cũng làm video để mình gọi là có một cái chương trình khuyến mãi hỗ trợ phí vận chuyển này kia cho anh em. Thì nhiều lúc đó, có những cái mặt hàng anh em mình hỗ trợ phí vận chuyển hoặc là mình giảm 10%, thì có nhiều lúc cái đơn hàng nó thực sự là mình bán nó không có lời anh em nha. Cho nên là nhiều lúc mà nếu anh em mua thì trong đợt này là gọi là mình đã hỗ trợ hết mức có thể cho anh em, bởi vì bây giờ vật giá leo thang nên không có hàng nào mà người ta hỗ trợ nhiều cho anh em đâu, người ta còn tăng giá, ngược lại người ta còn tăng giá nữa kìa anh em nha. Cho nên là anh em cứ xem cái nào mà cần những sản phẩm nào trong thời gian này mà cần mua thì cứ liên hệ mình nha, để được cái chi phí có thể là thấp nhất, từ phí vận chuyển cho đến là hỗ trợ về vấn đề giảm giá, tùy theo cái giá trị và tùy theo các mặt hàng anh em nha. Thì video này chủ yếu là mình cũng làm về cái vấn đề bên mình thì chuyên cung cấp về cái vấn đề về các cái thiết bị dụng cụ máy móc về vấn đề ngành làm lốp nè, ngành chăm sóc rửa xe nè, ngành dụng cụ sửa chữa xe máy nè nên nha. Thì chúng là đầy đủ anh em nha. Thì mình cũng xin
kết thúc cái video ở đây nha anh em, và mình cũng giới thiệu sơ qua về cho anh em hiểu về cái chương trình khuyến mãi thôi. Còn anh em nào muốn mua những cái mặt hàng nào như thế nào á thì cứ liên hệ trực tiếp mình nha, mình sẽ hỗ trợ rồi báo giá rồi vấn đề này kia cho anh em, nhưng mà anh em cứ gọi vào ban ngày cho anh em, còn ban đêm thì anh em cứ nhắn tin thì được, chứ ban đêm là mình không có nghe máy được nha anh em, mình chỉ nghe máy lúc ban ngày thôi. Còn từ tầm 7 giờ 6 giờ rưỡi 7 giờ tối trở lên là mình không có nghe máy được anh em nha. Mình nói trước để anh em khỏi mất công gọi ban đêm, nhiều anh em là 9 10 giờ tối mà còn gọi mình thì nói chung là giờ đó không ai làm việc đâu anh em ơi. Thực sự là mình nhiều lúc đồng ý là khách hàng gọi, nhưng mà thực sự là mình làm việc nó cũng có quy định anh em nha, chứ không có bừa bãi được, lúc nào cũng được cũng không được anh em nha. Thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây, video này là chia sẻ cho anh em và thông báo cho anh em về cái chương trình khuyến mãi thôi. Anh em nào mà muốn cập nhật về các sản phẩm bên mình nhanh nhất và muốn mua với giá tốt nhất thì anh em cứ nhớ là theo dõi những cái video mới của mình nha. Anh em mà chưa đăng ký kênh thì nhấn vào cái subscribe đăng ký kênh giúp mình nha. Mình cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi nha. Chào tất cả anh em nha, hẹn gặp anh em ở video sau nha anh em. Chào tất cả anh em nha.